hết cãi nhau, ăn chay hay ăn mặn. Hỏi: tôi muốn ăn chay, có công đức chăng? Đáp: các loài có dãy, có mai, có lông mao, lông vũ, thể chất tuy khác với người, nhưng sự hiểu biết và sự đau khổ đâu có khác với người. Bởi đời trước nghĩ sai nên đời này hình hài có khác. Nếu như một lòng tính thành, dứt ăn thịt, giữ giới không sát sanh, thật là bậc đại đức quân tử, có thể bảo là người nhân từ, người thiên. Nếu quả ông ăn chay, giữ giới suốt đời không sờn lòng, chẳng những thêm nhiều phúc và thọ, mà còn gieo được chánh nhân giác ngộ. Khá thường cho người đời không trí huệ, thâm đắm vị ngon, mặc tình dồn chứa, ra tay sát hại, tạo tác muôn ngàn. Chỉ ngon qua ba tấc lưỡi, một ngày kia thay đầu đổi mặt, lần lượt nuốt ăn. Lúc ấy đau khổ hối hận cũng không người giúp cho. Hỏi: người đời đều cho bò, heo, dê, gà, vịt, ngỗng, các loài chim, loài cá là trời sanh ra để làm đồ ăn cho con người. Nếu không giết để ăn, dùng chúng để làm gì? Đáp: người đời ăn thịt, buông lung tâm lý mổ giết để thích khẩu, khoái bụng. Đâu chẳng biết tất cả chúng sanh dưới nước, trong đất, trên không, trên bồ, chẳng qua là do nghiệp lực quả báo mà có thân xác khác nhau. Người đời tuy nhờ phước nhất thời mà khinh thường sát hại quá nhiều rồi, tha lực yếu kém làm sao chống chọi nổi hận quán kia, có ngày sẽ báo đền oan trái. Quả thực nếu heo, dê, gà, vịt, dơm dân trời sanh ra làm đồ ăn cho con người, còn ở thế gian những loài sài lang, hổ báo, mũi mồng, chí rận, dơm dân, vô hạn ác thú hung cầm đều hay ăn người, đâu không phải trời sanh. Giả sử người nam kẻ nữ đều làm đồ ăn cho loài vật đó có nên không? Người đời không rõ tạo nghiệp sẽ đền mạng lẫn nhau, không biết cớ sao lại cho việc sát sanh là việc đáng nên làm, thật quá ngu muội. Hỏi: tôi thường nghe người đời nói người có lòng tốt cũng như người ăn chay rồi, lý này là như thế nào? Đáp: bậc nhân đức quân tử, người hiền có lòng nhân từ, làm lợi ích cho người, cứu tế loài vật, nhóm công chứa đức, cho đến những chỗ động dụng làm việc, thấy sanh linh rơi vào chỗ chết, lúc ấy đâu không khởi lòng trắc ẩn cứu cho được sống. Cứ tự bi như thế mới bảo là người tốt. Vô cớ giết nó cho vào miệng ta, hoặc cầm dao bén mổ bụng, hoặc nắm dao nhọn đâm vào tim, lóc da, đánh dẫy, cắt cổ, bổ vỏ, hoặc nấu, hoặc kho, hoặc bỏ vào nồi hầm, hay bỏ vào lò nướng, trăm cách tạo tác làm cho ngon miệng, khoái bụng, lòng thương xót hoàn toàn không. Như vậy lòng tốt ở chỗ nào mà lại nói lời mê như thế? Tội lỗi kia làm sao có thể sám hối? Tôi này nói rõ, ông hãy lắng nghe. Quả như ông một đời giữ giới không sát sanh, ăn chay suốt đời chẳng chán, dù tâm ông chẳng tốt, phải đọa vào loại khác, nhưng cũng không rơi vào tay người giết hoặc trong giạc sôi lò lửa. Hỏi: vì sao hiện nay con người mắc phải nhiều chứng bệnh quái lạ ác ôn? Đáp: nói vắn tắt thì đó là do nghiệp sát sanh mà ra. Bạn giết chúng sanh nào thì chúng sanh đó đến tìm bạn để đòi nợ máu. Cho nên trước những bệnh quái dị này, thầy thuốc cũng đành bó tay. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói không sát sinh được 10 thứ lợi ích, trong đó có hai điều là thân thường mạnh khỏe, không có bệnh tật, và thọ mệnh lâu dài, không bị chết non. Hỏi: có tôn giáo cho rằng động vật được sanh ra là để cho người ăn, cho nên ăn mạng là một việc hợp lý lẽ trời đất. Đáp: Phật giáo đề xướng tinh thần mọi vật
đều cùng một thể, đó gọi là đại bi. Và xem mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Cho nên chủ trương giới không sát sanh và phóng sanh. Hỏi: động vật chết rồi có đầu thai chăng? Đáp: chúng cũng đầu thai tương tự như loài người vậy. Thí dụ như có người kiếp này là người Trung Hoa, kiếp sau là người Mỹ, kiếp sau nữa lại là người Nhật, thì động vật cũng thế, cũng di dân y như vậy. Động vật cũng có tánh linh, và tánh linh của chúng cũng có thể luân chuyển. Song tùy nơi nghiệp lực, hành vi và tư tưởng mà có sai biệt. Hỏi: trong nhà tôi có rất nhiều dáng kiến. Đạo Phật dạy không nên sát sanh, vậy tôi phải giải quyết như thế nào? Đáp: dáng kiến thường hay thích chất ngọt và lui tới nơi ẩm ướt. Vì thế trước hết phải giữ bếp núc thật sạch sẽ và khô ráo. Nếu thấy có chúng xuất hiện, nên dùng tâm từ bi mà đối xử. Không nên đập đánh chà sát hay dùng thuốc độc mà giết chúng. Có người dùng mật ong hay chất đường rủ chúng ra ngoài mà ăn, sinh sống. Hỏi: vì sao người Phật tử phải ăn chay? Đáp: người đời bị ngũ dục làm mê mờ, chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sanh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt của chính mình. Bởi ăn một cân thịt, bạn nhất định phải trả 16 lượng. Đây là việc bạn không thể trốn tránh được. Do đó, cả một đời người đời cứ phải trả nợ, đòi nợ, đời đời kiếp kiếp, không thể thoát khỏi luân hồi. Huống chi, những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sanh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ. Làm sao tâm mình lại có thể bất nhẫn đến như vậy? Hỏi: tôi thích ăn chay, nhưng kẹt một nỗi là vẫn còn thích và quyến luyến mùi vị thịt. Vậy tôi phải làm sao? Đáp: một nguyên tắc áp dụng để thay đổi những thói quen sâu dày là phải chuyển hóa từ từ để tránh phản ứng của cơ thể. Bạn hãy áp dụng những thói quen tốt mới với sự chăm sóc cẩn thận. Chẳng bao lâu thói quen mới sẽ lớn mạnh và đẩy lui thói quen cũ. Cũng chính vì vậy, chúng tôi yêu cầu ăn chay đều đặn một ngày trong một tuần cho đến khi bạn quen sẽ tăng lên. Nếu mọi nỗ lực không làm bạn thay đổi được tập quán ăn thịt, chúng tôi đề nghị bạn nên đi tham quan lò sát sinh, hy vọng nó sẽ giúp bạn. Hỏi: chúng tôi được biết có một số vị sư ăn trường chay từ khi còn tu ở Việt Nam, nay qua đây lại bị bệnh tiểu đường, và cũng có một số vị khác bị bệnh tim mạch. Như vậy là sao? Sao nói ăn chay chữa được bệnh? Đáp: trước hết phải nói ngay rằng không một giai cấp hay thành phần xã hội đặc biệt nào, kể cả nhóm người khác biệt theo chế độ ăn uống hay khác biệt trong lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn hay học vấn, mà bệnh tiểu đường hay tim mạch lại tránh né, không xâm phạm tới. Mặc dù ăn trường chay, nhưng những nghiên cứu khoa học cho biết không phải 100% không bị bệnh. Phần còn lại, dù là thiểu số, bị bệnh có thể là do những lý do khác, mà một trong những lý do này theo đạo Phật thì có thể là do nghiệp bệnh. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học gần đây cho hay cơ thể của những nhóm dân tộc thiểu số người Mỹ gốc da đỏ, da đen và những dân tộc ở các quốc gia chưa phát triển thuộc loại biến dưỡng chậm, nay phải đổi sang một môi trường sinh sống mới với lối dinh dưỡng quá đầy đủ và sự hoạt động thể lực lại quá ít, mà cơ thể vẫn thói quen cũ, do đó dễ sinh ra bệnh. Một vài thầy có thể cũng rơi vào trường hợp này do sự thay đổi môi trường sống tạo nên. Khi còn ở quê nhà, quý thầy làm việc thể chất nhiều, ăn uống đơn sơ. Bữa ăn chỉ là vài miếng đậu hũ chiên, xào hay là kho mặn, vài miếng chao nhỏ,
hay ăn với dưa chua, củ cải khô ngâm muối. Chắc chắn dưới con mắt nhìn của các nhà dinh dưỡng học là không đủ chất bổ dưỡng. Nhưng cơ thể thuộc loại biến dưỡng chậm, nên không sao cả. Khi qua đến Hoa Kỳ, hoạt động thể chất không nhiều bằng ở Việt Nam, mà lại ăn uống nhiều chất bổ dưỡng hơn, mặc dù là ăn chay, nên cơ thể không thích hợp, và do đó dễ phát sinh ra bệnh tiểu đường và tim mạch. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, ngoài lý do thay đổi môi trường sống như đã đề cập, ăn chay theo lối người Việt chúng ta không mấy giúp cho sức khỏe tốt vì dùng quá nhiều dầu để chiên xào, quá nhiều bột ngọt, đường và các loại thực phẩm tinh lọc. Mặc dù dầu thảo mộc không có chất cholesterol, nhưng có lượng cao chất béo không bảo hòa, và khi chiên nhiều lần, có độ nóng lâu, dầu không bảo hòa sẽ trở thành loại dầu có đặc tính giống như bảo hòa mà người ta gọi là trans fatty acid, chất béo bảo hòa. Và trans fatty acid là những chất béo không tốt, làm gia tăng chất cholesterol xấu và đồng thời làm giảm cholesterol tốt trong máu, do đó gia tăng mức nguy hiểm về tim mạch và đồng thời cũng làm cho chất insulin giảm hiệu năng hộ tống chất đường vào trong các tế bào. Vì những lý lẽ trình bày trên, tốt nhất là giảm tối đa các chất béo, không nên chiên đậu hũ, nên luộc hay nấu canh hoặc nướng, vừa giản dị là vừa bổ, hoặc lâu lâu đổi bữa bằng đậu chiên, và chỉ nên dùng lại dầu cũ một lần rồi đổ đi, đừng tiếc, vì nó sẽ làm hại sức khỏe vốn quý của kiếp người. Nên dùng loại dầu canola có bách phân chất béo bảo hòa thấp nhất 4% trong tất cả các loại dầu thảo mộc hiện nay có bán trên thị trường. Nếu dùng dầu để trộn xà lách thì nên dùng dầu ô liu hay dùng dầu basil oil, vừa thơm lại vừa tốt cho sức khỏe. Hỏi: tôi có người bạn trẻ mới chuyển sang ăn chay được một thời gian, nhưng rồi anh ta cứ cảm thấy mình trở nên tự hào, cho là mình đạo đức cao thượng hơn người khác. Nhìn ai ăn thịt cá thì có vẻ khinh và cho là người tàn nhẫn. Do những tư tưởng ấy, anh ta luôn bị dằn vặt và cuối cùng quay lại ăn thịt và thấy tâm hồn thanh thản hẳn lại. Nếu đạo Phật là đạo dễ tu tâm mà chay tâm lại không an lạc bằng ăn thịt, thì có cần phải tiếp tục ăn chay không? Đáp: cái luận điệu phải làm giống người khác để khỏi có cảm giác tự cao tự đại khinh người khác là một luận điệu ngụy biện, đạo đức giả. Che giấu cái ngã vi tế để tiếp tục làm điều sai mà không cần sửa. Nói như vậy thì trên đời này có biết bao nhiêu điều không nên làm, nhưng vì có người làm nên ta phải làm như họ để tránh được cảm giác khinh họ, để tâm được an ổn chăng? Đức Phật là Đại Y Dương, Ngài có nhiều thuốc để trị mọi loại bệnh. Trường hợp anh bạn này là do nghiệp chướng sâu dày, nay muốn chuyển nghiệp nhưng bị cái ngã nó lôi lại, để rồi cứ tiếp tục trong dòng nghiệp lực luân hồi không thoát ra được. Anh này cần sám hối hàng ngày câu này: xưa nay đã tạo bao ác nghiệp, đều từ vô thủy tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra. Hết thảy tôi nay xin sám hối. Bệnh thèm ăn ngon là do thói tham ăn từ vô thủy. Nếu này anh ta đừng nhìn sang người khác để mà tự hào rằng mình ăn chay, mà chỉ nên nhìn vào chính mình, thấy riêng trong cái kiếp này mình đã vì thèm ăn ngon làm chết biết bao sinh mạng, tự sám hối. Như thế bệnh ngã chấp sẽ giảm, nghiệp sẽ chuyển dần, ăn chay sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời hàng ngày nên theo các pháp phương tiện mà tùy ý tu hành, không làm điều ác, làm nhiều điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Thanh tịnh bằng cách nào thì nên tìm đến chư vị tu sĩ xin chỉ dẫn, hoặc theo thiền tông, niệm Phật, mật tông, trì chú vân vân. Dần dần nghiệp sẽ chuyển và sẽ thấy. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu,
tâm tịnh thảy đều không, ấy mới thật là chân sám hối. Không phải đem nải chuối đến chùa rồi kỳ kèo với Phật mà sám hối được. Phật không ăn hối lộ, bất kể ngồi đâu, nếu không còn bị nghiệp thân khẩu ý lôi cuốn là tâm đang tịnh, là đang sám hối tội cũ, ngăn ngừa tội mới. Hỏi, tôi thấy một số món ăn chay trong các tiệm ăn và đôi khi cả một vài chùa có hình thức các con vật tên gọi giống y như các món mặn, thí dụ như cá chiên, cá hấp, thịt quay, bánh hỏi, tôm xào, chua ngọt, vân vân. Nếu tâm còn thèm ăn các món mặn thì ăn quách đồ thật còn hơn là giả dối như vậy. Đạo Phật nói trực tâm là đạo tràng cơ mà. Đáp, đây là một câu hỏi có nội dung phức tạp, có thể chia ra làm 4 phần. Thứ nhất, món ăn chay giả thịt cá bán tại các chùa. Thứ hai, món ăn chay giả thịt cá bán tại các tiệm. Thứ ba, ăn chay vì lý do sức khỏe. Và thứ tư, người ăn chay chỉ vì có lòng thương xúc sinh, không liên quan đến tu tâm theo Phật giáo. Món ăn giả thịt cá tại các chùa. Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chữ chúng sinh ở đây là chỉ tất cả mọi loài động vật có cảm giác, chứ không chỉ riêng loài người. Cửa chùa là nơi truyền bá đạo Phật. Tu sĩ ở chùa là trưởng tử Như Lai, đem chánh pháp dạy chư Phật tử. Một trong những lời dạy quan trọng cốt tủy của Đức Phật là phải dùng tâm bình đẳng để đối xử với mọi loài, cả người lẫn vật. Vậy thì chúng ta không nên tạo thói quen xấu là thản nhiên nhìn hình ảnh con cá, con tôm nằm cong queo giữa đĩa nước sốt, hoặc cầm muỗng đũa cắt con cua, con gà dù chỉ là gà giả. Ngoài ra, chư vị nào đã thọ Bồ Tát giới thì đừng quên là khác với thanh văn chỉ ràng buộc trong một kiếp người và chỉ phạm khi có hành động. Giới Bồ Tát là tâm giới, chỉ khi khởi tâm phạm, chưa hành động là phạm giới rồi. Vậy thì chư vị cư sĩ Bồ Tát giới chỉ cần nghĩ là ăn con tôm rang muối này ngon quá, dù là tôm giả, tâm của quý vị khởi niệm muốn ăn là phạm giới rồi. Món ăn giả thịt cá tại các nhà hàng. Về các nhà hàng dùng tên giả để gọi các món ăn chay thì chúng ta nên cảm thông rằng họ làm thương mại, họ cần có những phương pháp lôi cuốn khách hàng. Là những người đã quen ăn thịt cá nay chuyển sang ăn chay. Nếu món nào cũng chỉ dùng tên vật liệu để gọi thì chỉ còn là nấm xào rau, đậu ôm, rau luộc, rau kho, vân vân. Rất ít món, khó lôi cuốn khách hàng. Dù sao, thực khách khi ăn một món giả cứ nghĩ đến một con thật đã thoát chết. Dù sao, thực khách khi ăn một món giả cứ nghĩ đến một con thật đã thoát chết thì lòng từ bi cũng đang tăng trưởng rồi đó. Ăn chay vì lý do sức khỏe. Nhóm người này tránh ăn thịt động vật vì thấy rằng thịt động vật mang lại đến nhiều chất độc và bệnh tật. Đối với họ, lý do ăn chay hoàn toàn vì kỹ. Nếu một mai khoa học tìm ra rằng ăn dễ rồng, gân cọp sẽ khỏe mạnh sống lâu, thì họ lại hì hục đi săn rồng săn cọp. Tuy nhiên, dù mục tiêu ăn chay của họ vì kỹ, không vì loài vật, nhưng phó sản của nó lại vô tình cứu loài vật bớt chết. Có nghĩa là bớt bị sản xuất ra để rồi phải sống tù tội và chết đau đớn. Và cũng giúp cho dòng nghiệp lực sinh tử, tử sinh của họ bớt nợ máu. Cho nên, đối với nhóm người này, món ăn giả nếu có làm cho họ cảm thấy hấp dẫn, thích ăn, bớt thèm thịt, thì vẫn có ích lợi cho cả phía người và vật. Ăn chay vì lòng thương loài vật. Nhóm này thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo và không tôn giáo. Họ tránh ăn thịt chỉ vì lòng thương xót loài vật, không nỡ đóng góp thêm vào nỗi thống khổ của cuộc sống đầy đau thương, bị hành hạ, cha đạp, đánh đập, sống chen chúc, bị ép cho đẻ nhiều rồi chia rẽ mẹ con.
trước khi chết còn bị sống những ngày kinh hoàng trên những chiếc xe chuyên chở khổng lồ, đói khát, dồn ép trong một trạng thái thần kinh rất là khủng khiếp, rồi bị lùa vào hành lang dẫn đến lò sát sinh để nghe thấy những tiếng la hét thất thanh trong giây phút về chết. Do được thấy tận mắt hay coi phim hoặc xem sách báo, tâm những người này đã chuyển. Họ cảm thấy ăn thịt là kéo dài những nỗi thống khổ cho loài vật, cũng là những sinh vật có đầy đủ tình cảm xúc động dân dân như con người. Nhóm người này ăn chay dễ dàng và còn cổ động cho mọi người ăn chay để tỏa rộng lòng nhân từ ra khắp nơi. Điển hình, nhóm này là những hội viên hội gọi tắt là PETA. Tiếng Anh gọi là People for the Ethical Treatment of Animals. Đối với họ, khi nhìn tôm thịt cá giả trên bàn, thì họ cũng cảm thông với những người đang từ từ chuyển hướng sang ăn chay và mừng rằng một con tôm, con cá, con gà giả trên bàn ăn đã là cứu một con tôm, con cá, con gà thật khỏi chết. Cho nên, nhóm người này rất ủng hộ những tiệm ăn chay và quan nghênh những con tôm, cá giả, gà giả trên bàn ăn. Họ quan niệm rằng, nếu như tật xấu ăn thịt cá đã bám sâu trong óc con người, thì những món chay giả mặn đã cứu những con vật thật. Sau đây là ý kiến của đạo hữu Minh Tịnh ở Portland, Oregon về tâm nguyện ăn chay trường. Ăn uống là một ham muốn trong năm thứ 24, mà Đạo Phật luôn luôn nhắc nhở các Phật tử, dù là hàng xuất gia hay tại gia, cần phải tu sửa hàng ngày để phá phiền não, tham sân si. Chiều hướng từ bi tâm, ưa thích làm mọi điều lành cho mọi người, cho mọi loài và cho mình, cảm thương được sự sợ hãi, đau khổ của mọi chúng sinh. Chỉ có duyên lành hay thường gọi là có phước mà việc ăn chay dễ dàng, không bị quá ràng buộc vào mùi vị ngon dở. Có lòng tin dũng mãnh và Phật Pháp, thuyết nhân quả, gieo nhân nào thì chắc chắn ra quả nấy, vào y khoa học và kinh nghiệm của những người đã ăn chay trường. Các loài thịt đều độc hại, vì hiện nay kỹ nghệ chăn nuôi đã dùng các loại chất hóa học làm cho phần nhiều các loại thịt bày bán trên thị trường bị nhiễm độc. Các loại thịt còn bị nhiễm độc do các độc tố tự tiết ra khi con vật sợ hãi, đau đớn và căm hận. Các loại ngũ cốc và củ, các loại rau, quả đều có đầy đủ các chất bổ dưỡng, có khả năng phòng ngừa các bệnh về tim mạch và ung thư cùng nhiều thứ bệnh khác. Ngoài ra, ăn trường chay lâu trên 7 năm sẽ có sự thay đổi lớn lao về tâm thần như giảm thiểu sự nóng nảy. Rượu và thịt có tác dụng làm gia tăng sự thèm muốn dục vọng. Không lấy cớ này hay cớ nọ để tự bào chữa cho thói quen từ nhỏ ăn thịt của mình, mà phải có một ý chí thực vững vàng. Từ bỏ là từ bỏ, không một chút nuối tiếc như người cai rượu, cai thuốc lá, cà phê. Phải kiên nhẫn và sáng suốt mà nhận thức rằng dòng đời là một sâu chuỗi nhân và quả. Mặc dù tạo nhân ăn thực phẩm lành mạnh, không làm đau đớn các loài động vật khác, không có nhiều độc tố, sẽ mang lại kết quả là cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của những nhân chúng ta đã gây ra từ nhiều đời trước vẫn còn có thể tác động vào đời sống hiện nay, dù đã yếu đi do nhân tốt chúng ta đã tạo. Bởi vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng ăn chay chắc chắn sẽ không bị bệnh tật nữa và sống lâu, để rồi nếu vô thường đến từ nhiều nguyên nhân sâu xa khác lại làm chúng ta mất niềm tin. Điều chắc chắn rõ ràng nhất là người nào ăn chay vì lòng từ bi cũng đều thấy tâm hồn trở nên an lạc, dễ dàng gần gũi thông cảm với loài vật và yêu mến thiên nhiên vô cùng. Vì những lý do nêu trên mà tôi có tâm nguyện đời đời kiếp kiếp không dùng thịt các sinh vật động vật để làm thực phẩm nuôi sống thân mạng mình. Nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài đều có tâm nguyện này. Hỏi: tôi có một cháu trai 4 tuổi. Từ lúc hiểu biết cháu không chịu ăn thịt cá
mỗi lần cho ăn thịt cá, cháo cứ phun ra. Chồng tôi là một người trồng khoa học nên rất bực mình. Vì thế cháu ăn uống không bổ dưỡng sẽ ngu dốt và chậm lớn. Cứ phàn nàn với tôi là tại mẹ tôi ăn trường chay không khuyến khích cháu ăn thịt cá và muốn gửi cháu cho người khác trông coi, không cho mẹ tôi làm babysitter nữa. Mẹ tôi tuy gần 70 tuổi mà rất khỏe mạnh. Hai bà cháu nô đùa với nhau cả ngày rất vui. Này, nếu chia rẽ hai người, chắc cả hai bà cháu buồn lắm. Chính tôi cũng bối rối không biết nếu cháu ăn chay trường có ngu dốt và chậm lớn vì thiếu dinh dưỡng như lời chồng tôi nói hay không. Vì anh ấy là con người có tinh thần khoa học, nên tôi cũng hơi nghiêng về phía anh ấy. Đáp: trước nhất hãy tìm hiểu tinh thần khoa học là gì. Đó là một thái độ sống linh động, không thành kiến, luôn luôn tìm hiểu thêm về những bí ẩn chưa được khám phá của đời sống và sẵn sàng đón nhận để nghiên cứu thêm những phát minh mới, mặc dù là do kẻ mình không ưa tìm ra. Tinh thần khoa học là một thái độ sống không thành kiến, vì nếu có thành kiến thì đã chết cứng với thành kiến đó rồi, không còn cơ hội để tìm hiểu xem điều phát minh kia là đúng hay sai. Theo định nghĩa này thì ba của cháu bé thiếu tinh thần khoa học mà chỉ ôm cứng lấy một số hiểu biết có sẵn từ thời cổ đại. Con người chỉ biết có một thứ thực phẩm bổ dưỡng là thịt xác thú vật. Sau này do thói quen xấu lưu truyền, nhiều người vẫn tưởng rằng chỉ có ăn xác thú vật mới đủ chất bổ dưỡng. Trái lại, chính các loại thịt thú vật, nhất là thịt thú vật thời nay, được nuôi bằng nhiều chất hóa học mới làm cho con người mang nhiều bệnh, chống già và chống chết. Nếu bà xem xong cuốn sách này, thì bà cũng sẽ có khái niệm về một đời sống lành mạnh, khỏe, vui, dù chỉ ăn rau đậu mà vẫn đầy đủ chất bổ dưỡng. Giả lại có một tấm gương sáng trong gia đình là cụ nhà gần 70 tuổi ăn trường chay mà còn làm babysitter nô đùa với cháu được. Trong khi đó biết bao nhiêu cụ mới ngoài 60 đã mang đủ loại bệnh như bệnh tim, ung thư, tiểu đường, vân vân. Còn vấn đề sợ cháu ngu dốt khi ăn chay, xin bà cứ yên tâm. Tôi xin đơn cử vài tên người ăn chay trong giới khoa học để bà nói với ông nhà rằng, như nhà toán học Pythagore, nhà bác học Albert Einstein, vân vân. Quý vị ấy rất thông minh. Thưa bà, cháu đã có cái phước báo được quân tập từ vô lượng kiếp, nên kiếp này vừa mới hiểu biết đã muốn từ chối, không đi vào con đường nợ nần sinh mạng, ăn nuốt lẫn nhau, tránh bước vào thói quen xấu ăn thịt chúng sinh. Xin bà nghĩ đến cái phước báo ấy của cháu mà đừng làm cho kiếp này của cháu lại trở thành bất hạnh, bị ép phải ăn những thứ độc hại có thể làm cho cháu sớm nuôi mầm bệnh, chống già và làm cho dòng nghiệp của cháu đang trên đường chuyển hóa tốt đẹp lại trở thành xấu đi. Hỏi: ở chợ bán đầy thịt cá, tôi không mua thì người khác cũng mua. Đằng nào con vật cũng bị giết rồi, tôi đâu có bảo họ giết. Đáp: đúng vậy, bạn không bảo họ giết. Ở chợ có sẵn, bạn không mua thì người khác cũng mua. Ngặt gì bạn mua, nên người khác muốn mua thì lại thiếu, cho nên người bán phải giết thêm. Đó là luật cung và cầu trong thương trường. Và người mua chính là lý do để người bán trở thành kẻ sát sanh. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đến hai từ nhân và quả. Nếu làm lành thì sau này sẽ hưởng một quả báo an lành, an vui và hạnh phúc. Ngược lại, nếu làm việc ác thì quả báo đau khổ, trầm luân sẽ không thể nào tránh khỏi. Nhân quả là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật và vũ trụ, không phải do trời đất, Phật hay một đấng tối cao nào tạo lập, và cũng không một ai có thể can thiệp được. Xưa nay giống dĩ như vậy, rất bình đẳng. Một người gây tội ác có thể lọt lưới pháp luật thế gian, nhưng không thể nào thoát được nhân quả và báo ứng. Nhân gian thường nói, ở hiền thì gặp lành, và gieo gió ắt sẽ gặp bão, hay là
Nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại. Nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời, cũng là đạo lý về nhân quả vậy. Luật nhân quả là luật của vũ trụ, không phải là luật của thần hay Phật. Thực ra, nhân quả rất sâu xa, không dễ gì hàng phàm phu chúng ta có thể hiểu hết được, mà ngay đến cảnh giới của Bồ Tát vẫn chưa thể thấu suốt. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì cũng sợ lỗi lầm, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau rồi mới làm, để tránh đi những quả báo đau khổ về sau. Chúng sinh phàm phu thì ngược lại, đôi khi biết việc là sai mà vẫn cứ làm, nên đã gây ra bao ác nghiệp, phải đọa lạc trầm luân trong khắp nẻo khổ đau của luân hồi. Trong nhà Phật cũng thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Thăng lên hay đọa lạc, phàm phu hay thành Phật, cũng không ngoài nhân quả. Gần đây cũng có người vì chưa hiểu sâu về nhân quả, nên tuy lúc đầu cũng đi chùa, làm thiện, nhưng khi gặp chuyện bất trắc, nghịch cảnh đến trong cuộc sống thì liền sinh tâm than trời trách Phật, không linh, nên không tiếp tục đến chùa hay làm việc thiện nữa, thì quả thật rất đáng tiếc. Bất trắc hôm nay đến là nó phải đến, kể cả chúng ta có làm việc thiện hay không làm, cúng chùa hay không cúng chùa. Nhưng vì kiếp trước đã làm quá nhiều việc ác nên kiếp này phải trả. Còn những việc làm thiện lành hôm nay thì kiếp sau hay cuối đời này mình mới được hưởng. Vì nhân quả là thông cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên có hiện báo, tức là thấy ngay trong kiếp này. Sinh báo, tức là kiếp sau mới thấy. Và hậu báo, tức là những kiếp lâu xa về sau, khi hội đủ duyên mới thấy. Hơn nữa, phải xem lại trước đây chúng ta đã làm ác, ăn ở thất đức như thế nào. Và nay, mình đã làm thiện được bao nhiêu? Mới dây 10, mới trả có 3, mà đòi xóa hết nợ, xem sao cho hợp, phải không thưa các bạn? Nói làm thiện để trả lại chỉ là cách nói an ủi mà thôi. Chứ làm thiện thì có thiện báo, ác sẽ có ác báo, vốn không thay nhau được. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu giữa nhân và quả còn có duyên. Nếu trước đây do vô minh đã tróc lỡ tạo nghiệp ác, nay biết lỗi, sám hối và hứa sẽ không còn tái phạm, và từ đây sẽ không ngừng tu thiện để cắt các duyên xấu, thì quả xấu chưa trổ, và phát tâm tinh tấn tu hành giải thoát sinh tử để thành thánh nhân, Bồ Tát, Phật với đầy đủ trí tuệ và năng lực để sau này phát đại thệ nguyện, phân thân tái sinh về khắp nơi trong các cõi mà đền ơn và cứu độ chúng sinh, thì mới thật rốt ráo và viên mãn. Xin thưa với các bạn là kiếp này nếu ai may mắn giàu sang hơn người cũng là do ở kiếp trước đã từng cúng dường bố thí. Nếu bây giờ mà không lo tạo phước tu hành thì kiếp sau phải đói khổ bất hạnh. Hiểu được đạo lý nhân quả, chúng ta sẽ sống rất tự tại và an lạc ngay trong cuộc sống hôm nay, vì chúng ta sẽ không lầm nhân quả và biết chấp nhận tất cả những gì không may đến với mình. Từ đó mà sám hối và vươn lên nỗ lực tu hành, tích cực làm nhiều việc thiện lành hơn nữa thì tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Hòa Thượng Tịnh Không cũng đã từng nói, lỗi không phải do người khác, lỗi là ở chính mình. Các bạn hãy tự suy gẫm lời dạy này, nói đến nhân quả ba đời, quả thực là vô cùng bổ ích, mỗi khi tiếp người, đối vật và gặp trắc trở trong cuộc sống. Ý nghĩa cội rễ của luật nhân quả. Những lời dạy của Đức Phật về luật nghiệp báo hay nhân quả phát xuất từ nơi trí tuệ siêu dược của Ngài, mà với người trần mắt thịt như chúng ta chắc chắn không thể nào hiểu xuyên thấu về luật nhân quả. Tuy nhiên, qua lời dạy của Đức Phật về luật nhân quả, chúng ta có thể phần nào giải thích tại sao cùng là con người
mà có kẻ thì sống trong nhung lụa hạnh phúc, người thì sống trong bần hàn khổ đau, người thì sinh ra đẹp đẽ, còn kẻ lại chịu khuyết tật khi mới sinh ra. Nếu không có luật nhân quả, nghiệp báo, thì lấy gì để giải thích những tình trạng khác biệt này? Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này, từ con người cho đến muôn loài vật đều chịu sự chi phối của nhân quả. Nhân quả có nguồn gốc từ nghiệp báo. Nghiệp là nhân, báo là quả. Nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả, ngắn gọn là nghiệp quả hay nghiệp báo. Nếu chúng ta tạo nhân, nghiệp tốt thì sẽ trổ quả tốt, còn ngược lại, ta gieo nhân xấu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng nhận quả xấu. Chuyện nhân quả cứ thế mà xoay dần thành một vòng tròn không bao giờ chấm dứt, vì con người cứ tạo nhân rồi trả quả. Trong việc trả quả, lại tiếp tục tạo nhân mới, và nhân quả cứ thế mà luân hồi. Như vậy, mỗi tác động nhân hay nghiệp với một điều kiện nhất định sẽ sinh ra một quả báo. Một khi quả đó chín, nó sẽ hồi đáp trở lại người đã tạo ra nó. Thời gian để một quả chín mùi có thể kéo dài rất lâu, cũng có khi rất mau. Nghiệp đã gieo thì trăm ngàn kiếp vẫn không mất. Khi đủ nhân duyên, nó sẽ xuất hiện. Ai gây quả ác thì nhận quả ác, ai tạo quả lành sẽ nhận quả lành một cách công bằng không thiên vị. Nếu ta tạo nghiệp tốt, có thể nó mang ngay kết quả trong đời hiện tại, trong đời tái sinh. Nhưng nên nhớ là dù tạo nghiệp tốt hay xấu, đều chịu luân hồi sinh tử. Trong minh thứ ba, Lậu Tận Minh, Đức Phật xác nhận nguyên nhân của luân hồi sinh tử là lậu hoặc. Lậu hoặc chính là nghiệp. Bên trong lậu chứa nhiều mầm tham sân si, nó thúc đẩy những hành vi tạo nghiệp. Nó theo chúng ta từ đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi một ngày chúng ta gây biết bao là nghiệp. Mỗi nghiệp gây ra do tác động của thân khẩu ý. Những điều này gây ra nhân quả. Sự linh ứng khủng khiếp của quả báo. Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng cho người khác. Hay hiểu theo nghĩa đơn giản là ta làm gì cho ai sẽ được nhận lại, đáp trả lại y như thế. Không trước thì sau, không sớm thì muộn, không kiếp này sẽ kiếp khác. Mọi chuyện chúng ta làm, dù tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng, không thiếu sót khi hội đủ nhân duyên. Có ba loại quả báo. Thứ nhất, hiện báo. Quả báo phải chịu trong đời hiện tại đối với những hành vi mà chúng ta đã gây từ nhiều đời trước hay đời này. Thứ hai, sinh báo. Quả báo phải chịu trong đời sau do hành động của chúng ta làm trong đời này. Thứ ba, hậu báo. Qua nhiều đời nhiều kiếp, sau khi đủ duyên mới trả quả báo. Các loại quả báo trên có thể giải thích cho chúng ta biết tại sao trong đời sống hiện tiền, có người rất hiền lành tốt bụng mà cứ gặp những điều không may khiến cho họ chịu đau khổ triền miên. Đó là do những kiếp trước họ đã gây nghiệp xấu, đến đời này đủ duyên họ phải trả, gọi là hiện báo. Còn những nhân lành họ làm từ đời này, có thể họ sẽ được hưởng phước báo ở đời sau, gọi là sinh báo. Những người sống ở đời này có những hành động ác, hại người, đau khổ mà vẫn sống trong sung sướng, gặp nhiều may mắn. Đó là có thể trong nhiều đời nhiều kiếp trước họ tạo nhiều nghiệp lành nên đời này họ được hưởng phước. Riêng những điều họ làm ác ở đời này thì họ sẽ phải trả ở những đời, những kiếp sau, gọi là hậu báo vậy. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, Đức Phật luôn khuyến khích con người sống một lối sống lành mạnh bằng cách thay đổi tư duy về ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc để có một thân thể quân bình cả thân lẫn tâm. Về ăn uống một cách vô độ không những không giúp ích gì mà là nguyên nhân chính đưa đến tàn phá cơ thể.
Như người xưa có câu, bệnh tùng khẩu nhập. Thời Phật tại thế, bữa ăn của vua Phasedani rất thịnh soạn, nhưng không được Đức Phật đánh giá cao về vấn đề cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, dẫn đến sức khỏe không được tốt. Đức Phật dạy vua Phasedani về cách ăn uống rằng: con người thường chánh niệm, được ăn biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Sau khi nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, vua tiết chế trong ăn uống. Sau một thời gian, thân thể nhà vua trở nên khỏe mạnh và nói lên lời cảm hứng như sau: ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng, nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và vị lai. Qua câu chuyện đó, có thể thấy bữa ăn của vua chúa xưa nay tuy rất thịnh soạn, nhưng không đồng nghĩa với việc tốt cho sức khỏe. Vì vậy, những bậc quân vương ngày xưa tuổi thọ ngắn. Ngày nay, thời đại có phát triển hơn, việc nhận thức trong ăn uống được quan tâm hàng đầu qua những tin tức phổ cập trên các phương tiện truyền thông. Nhưng hầu như ít người quan tâm đến vấn đề này. Thực hành thói quen ăn uống lành mạnh bằng cách ăn uống với số lượng chừng mực nhằm duy trì sự quân bình giữa tứ đại, sự trao đổi chất và hấp thu dễ dàng, cho phép sinh lực lưu hành không chút cản trở qua toàn cơ thể. Hãy xem thực phẩm như thuốc chữa bệnh để hỗ trợ cơ thể trị cơn đói, dịu cơn khát và ngăn ngừa bệnh tật. Giống như con ong hút nhụy, chúng chỉ tiêu thụ những gì cần thiết nhưng không phạm đến toàn bộ cánh hoa, từ đó ngăn ngừa các chứng bệnh về tiêu hóa và các vấn đề sức khỏe khác, giúp cho tinh thần sáng suốt minh mẫn, tuổi thọ được kéo dài. Đặc biệt, Đức Phật còn lưu ý sau khi ăn cần phải đi kinh hành, bởi một trong năm lợi ích của kinh hành là đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ ăn được uống, được nhai, được nếm. Kinh hành đơn giản là đi bộ một cách chánh niệm. Việc kinh hành sau khi ăn vừa giúp cho cơ thể tiêu hóa sau khi ăn, tránh các căn bệnh về đường ruột, vừa giúp cho chúng ta rèn luyện tính kiên nhẫn, điều hòa cơ thể bền bỉ, dẻo dai. Về ngủ nghỉ, ngủ nghỉ cũng là một trong những nhu cầu quan trọng trong đời sống hàng ngày. Ngủ đủ giấc rất quan trọng, nhưng ngày nay chứng thiếu ngủ đang xảy ra trầm trọng trên mọi lứa tuổi. Chứng thiếu ngủ đến từ việc chúng ta quá mải mê vào công việc hoặc áp lực từ cuộc sống, với cái tâm đổ đầy những mối lo toan về học tập, mưu sinh, công việc, vân vân, và đem những toan tính đó vào trong tận giấc ngủ của mình, khiến cho tâm thức phải làm việc quá sức, dẫn đến khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không ngon. Đức Phật đã gợi ý, muốn có một giấc ngủ an lành thì cần phải trú niệm tỉnh giác qua câu kinh sau: này các tỳ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách ngon lành, thức dậy một cách ngon lành, không thấy ác mộng, được chư thiên phòng hộ, bất tịnh không chảy ra. Chủ niệm tỉnh giác là nếp sống với tâm hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt, rõ biết về các hoạt động của thân thể. Thí dụ, khi ăn biết rõ đang ăn, khi ngồi biết rõ đang ngồi, khi làm việc biết đang làm việc, mà không để lọt vào tư tưởng tà dại. Cũng vậy, trước khi đi ngủ, trú niệm tỉnh giác giúp cho chúng ta biết sắp đi ngủ mà gác lại những lo toan nhằm mục đích thư giãn đầu óc, làm trong sạch nội tâm, khiến cho tâm thức trở nên định tĩnh, vắng lặng, quân bình, không dao động. Từ đó mà ta có một giấc ngủ nhẹ nhàng. Nếu liên tục thực hành thói quen biết trú niệm tỉnh giác trước lúc ngủ thì sẽ ngăn ngừa sự gia tăng bệnh tật và tăng chất lượng cuộc sống. Trước ngủ tâm
sao ngủ mắt chính là đạo lý về giấc ngủ của Phật giáo. Ngoài ra, tư thế nằm trong khi ngủ cũng được Đức Phật chú trọng bởi nó liên hệ đến sự an ổn của thân tâm và sức khỏe. Đức Phật dạy, có 4 cách nằm ngủ: nằm ngửa, nằm nghiêng trái, nằm nghiêng phải và cách nằm của Như Lai, trú 4 tầng thiền. Trong các kinh điển, Ngài thường nằm theo dáng nằm nghiêng phải. Rồi Thế Tôn sau khi đã đi kinh hành ngoài trời một phần lớn của đêm, khi đêm đã gần mãn, Ngài rửa chân bước vào tịnh xá và nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm của con sư tử, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác và nghĩ đến lúc thức dậy. Ngày nay, tư thế nằm nghiêng bên phải cũng được khoa học giải thích rằng tư thế này có tác dụng giúp hạ huyết áp, nhịp tim ổn định, rất tốt cho những người mắc các bệnh về tim mạch. Còn theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Stony Brook ở Mỹ, việc ngủ nghiêng người về bên phải sẽ giúp giải phóng chất thải trong vỏ não, tủy sống hệ thần kinh, có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer và các bệnh về thoái hóa thần kinh khác. Bên cạnh đó, theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Thổ Nhĩ Kỳ được đăng tải trên tạp chí Sleep and Hibernics, phát hiện 40,9% những người có thói quen ngủ nghiêng về bên trái thường xuyên gặp ác mộng, trong khi chỉ có 14,6% cảm thấy như vậy trong số những người nằm nghiêng về bên phải. Với phương pháp về việc ngủ nghỉ mà Đức Phật đã dạy, đây là cách nhanh chóng xóa tan mệt mỏi, sức khỏe được phục hồi nhanh chóng, và chúng ta sẽ có tâm trạng vui vẻ, tươi tắn, tạo ra sảng khoái, làm thăng hoa tinh thần. Khi làm việc, sau hai vấn đề quan trọng là ăn uống và ngủ nghỉ, thì làm việc là một trong những sinh hoạt cần thiết trong đời người. Phương pháp làm việc hiệu quả giúp người làm việc luôn duy trì trạng thái khỏe mạnh và gia tăng tuổi thọ, được Đức Phật khuyên. Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng. Trong đoạn kinh trên, Đức Phật khuyên hãy làm việc chính đáng, tức là Ngài đề cập đến chánh mạng trong bát chánh đạo. Chánh mạng là sinh sống với tài năng chân chánh, nghề nghiệp lương thiện, không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người khác. Khi làm việc vừa với khả năng, chúng ta mới có thể tập trung vào những điều quan trọng mà thỏa sức sáng tạo, chứ không nên làm việc một cách quá sức rồi xem công việc như gánh nặng. Bởi thái độ gánh nặng sẽ khiến cho mình mệt mỏi, căng thẳng tinh thần, chỉ khiến cho công việc thêm muộn phiền, bề bộn hơn mà thôi. Người làm việc thích đáng và biết vừa phải trong công việc là người đó có sự tỉnh thức. Nhờ sự tỉnh thức này mà giúp chúng ta giải quyết công việc một cách ổn thỏa, chính xác, làm cho công việc ngày một phát triển hơn. Trong xã hội hiện đại, con người phải làm việc rất áp lực, lo lắng, suy gẫm về nhiều vấn đề nhằm tránh những sai lầm không đáng có. Nhưng không phải lúc nào lo lắng cũng là tốt, bởi vì có những mối lo lắng không cần thiết. Để tăng khả năng tập trung hoàn thành tốt công việc được giao, tránh sao lãng, tạo điều kiện cho các phiền não, lậu hoặc kéo theo tăng trưởng, Đức Phật khuyên rằng, không lo lắng những việc không đáng lo lắng, và lo lắng những việc đáng lo lắng. Ở đây, Ngài muốn nhấn mạnh vào sự tập trung khi làm việc. Trong lúc làm việc, ta hãy chú tâm vào công việc được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh vừa làm việc này lại sao lãng vào những việc khác. Nhờ vậy, kịp thời giải quyết những khó khăn, bất trắc, năng suất lao động được nâng cao và công việc được hoàn thành đúng thời gian hoặc trước thời hạn. Việc duy trì thói quen lo lắng những việc đáng lo lắng và không lo lắng những việc không đáng lo lắng sẽ dạy cho chúng ta chánh niệm trong giây phút hiện tại. Chính chánh niệm bảo vệ bản thân chúng ta kiểm soát được công việc, khoanh vùng những điều phải tập trung giải quyết
và không đi ngoài những điều đó. Nhờ vậy sẽ giúp cho ta giảm bớt căng thẳng, quá tải khi làm việc, nâng cao bình an nơi tâm hồn. Phương pháp đối diện với bệnh tật: thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Như trên đã trình bày, những phương pháp lối sống để có một sức khỏe về mặt thân lẫn tâm. Nhưng chắc chắn rằng đã mang thân người thì không một ai tránh khỏi bệnh tật. Có khác biệt chăng là bệnh nặng hay nhẹ ở mỗi người mà thôi. Như Đức Phật dạy, ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một phút, người ấy phải là người ngu. Vì vậy, phương pháp mà Ngài dạy mỗi người để đối diện với bệnh tật là: dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Vì sao Đức Phật lại dạy như vậy? Mỗi khi có bệnh hành hạ, đau đớn thân thể, chúng ta thường hay biểu hiện ra bên ngoài bằng cách rên la, nhăn nhó, vừa làm cho cơn đau thêm tăng, vừa khiến tâm tư phiền muộn, khổ não. Cái gì đã làm nên nỗi sợ hãi và lo lắng đó? Đó chính là vì không nhận biết thân ngũ quẩn này là do nhân duyên hòa hợp mà sinh khởi, luôn thay đổi và không có một tự thể thường hằng, nên con người ảo tưởng về một tự ngã. Đây là cái tôi. Chính ảo tưởng và sự bất giác này quấy động tâm thức bảo thủ và giữ gìn cái thân tứ đại này trường tồn sống mãi. Nhưng cái mong muốn ấy là cái mong muốn của sự vô minh, tà kiến và tư duy, khiến cho thân và tâm đều bệnh. Vậy bây giờ, thân có bệnh nhưng muốn tâm không bệnh phải làm sao? Đức Phật dạy phải quán năm uẩn là vô thường, là khổ đau, là trống rỗng. Từ đó sẽ đưa đến vô ngã. Bởi nếu không liễu tri ngũ quẩn thì không thể đoạn tận khổ đau. Thân ngũ quẩn là duyên sinh, cùng nương nhau mà tồn tại. Nó luôn luôn biến đổi trong từng chớp mắt. Nhưng chúng ta thường bị vướng mắc vào chỗ mắt thấy tai nghe, chấp vào chỗ có khả năng nhận thức, hiểu biết mà cho là có một cái ngã thực sự. Giống như chúng ta ước muốn trẻ mãi không già, sống hoài không chết, khỏe mạnh không ốm đau, vui vẻ hạnh phúc mà không buồn đau khổ não. Nhưng từ quá khứ cho đến ngày nay và đến tận mai sau nữa, thử ai có thể hoàn thành được ước muốn trên? Khi chấp thân ngũ quẩn làm ngã, cho nó là một thực thể, nên mới sinh ra tham ái, chấp thủ và khổ đau khi thân ngũ quẩn thay đổi. Hiểu được như vậy, nên mỗi người hãy tự trang bị cho mình một cái nhìn sáng tỏ, chánh kiến về thân thể, tình cảm, về nhận thức tư tưởng và những hoạt động sâu kín của tâm lý rằng chúng là vô thường, vô ngã. Nếu chấp thủ tham ái, chúng sẽ đưa đến khổ đau. Cuộc đời Đức Phật cũng trải qua không ít lần bạo bệnh. Hãy tìm hiểu xem Ngài đối diện với bệnh tật như thế nào qua đoạn kinh sau. Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên. Những cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm tình giác, không có than vãn. Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miếng đá bể đâm phải, cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt, thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tình giác, nhẫn nhịn, không phiền não. Qua hai đoạn kinh trên đây, có thể thấy phương pháp mà Đức Phật làm chủ cơn đau bằng phương pháp chánh niệm tình giác. Vì sao Ngài lại sử dụng phương pháp này mà không phải là phương pháp khác? Bởi Ngài luôn khuyên: này các tỳ kheo, hãy tu tập thiền định. Vị tỳ kheo có thiền định: này các tỳ kheo, hiểu biết một cách như thật. Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và sắc đoạn diệt, thọ tập khởi và thọ đoạn diệt, tưởng tập khởi và tưởng đoạn diệt, hành tập khởi và hành đoạn diệt, thức tập khởi và thức đoạn diệt.
học kinh nghiệm ấy từ Đức Phật, Ngài đã chấp nhận bệnh tật là một phần của tứ đại. Cho nên, mỗi khi thân thể thọ bệnh, mặc dù khổ đau, nhói đau, nhức nhối khốc liệt, nhưng Ngài không một lời than vãn mà thấy vào đó là thái độ chấp nhận bằng chánh niệm tỉnh giác. Bởi theo tuệ giác của Ngài, khổ đau lớn nhất của con người không phải là do bệnh, không phải do năm uẩn, mà là do con người tham ái chấp thủ vào năm uẩn tạo ra. Cho nên người nào đã diễn ly tham dục, nhiệt tình khát ái, thì khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức biến hoại, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhờ thấy rõ như vậy, mà khi thân thể này có bệnh, ta vẫn thản nhiên không khởi lên khổ não. Do đó, khi chúng ta có bệnh đau đớn về thân, thay vì lo nghĩ tiêu cực làm cho cơn đau nhân lên gấp đôi gấp ba, người bệnh cần phải dũng cảm nhìn vào sự thật rằng bệnh tật là thuộc tính cố hữu của con người. Có thân ác có bệnh, và quán chiếu năm uẩn này, bản chất của nó là vô thường. Từ đó giảm bớt một phần nào sự sinh sôi của bệnh tật và có được sự thanh thản trong tâm. Đó cũng là ý nghĩa đích thực mà câu kinh Pháp Cú 198 muốn truyền đạt. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Tóm lại, với cuộc sống hiện đại như ngày nay, để phòng chống bệnh tật và tăng cường tuổi thọ, bắt buộc chúng ta phải nâng cao thể chất và tinh thần bằng một lối sống lành mạnh và tích cực. Những phương pháp sống lành mạnh mà Đức Phật đã giảng dạy kể trên, mặc dù đã hơn 2.600 năm, nhưng thiết nghĩ vẫn là những chuẩn mực rất cơ bản để đem lại sức khỏe và sống thọ cho con người trong thời văn minh hiện đại. Bởi đây là lối sống hết sức thực tế và giản dị, có thể thực hành mọi lúc mọi nơi đối với mọi lứa tuổi. Cho nên, để có một sức khỏe toàn diện về cả hai mặt thể chất và tinh thần, việc thiết lập phương pháp sống lành mạnh trên tinh thần Phật dạy sẽ là chìa khóa đúng đắn, giúp cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc tràn đầy ý nghĩa trong cuộc đời này. Nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo để thấy chúng ta hiểu sai như thế nào. Trong Kinh Phật, lòng hiếu thảo luôn được đề cao. Thuở Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp: Phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng. Kinh Hạnh Phúc. Cha mẹ vì ta mà hy sinh, ta lại hy sinh cho những đứa con. Đó là gốc rễ cội nguồn và là đạo lý chân chính nhất của cuộc đời này. Hãy luôn sống để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ và nuôi dạy con cái theo đức hiếu sinh. Câu chuyện về lòng hiếu thảo. Ở Trung Quốc, có một người gọi là Đổng Dĩnh rất hiếu thảo với cha mẹ. Anh là người nghèo, trong khi đó hàng xóm của anh có tên là Dương Kỳ lại là người giàu có. Bất chấp hoàn cảnh gia đình, mẹ của Đổng Dĩnh dù đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh mập mạp, tinh thần luôn vui vẻ. Gia đình Dương Kỳ tuy sung túc, ăn sung mặc sướng, nhưng cha mẹ của anh lại ốm yếu, bệnh hoạn, thường xuyên lo âu, buồn khổ. Nhân một ngày, cả hai cậu con trai đi vắng, mẹ của Dương Kỳ hỏi mẹ Đổng Dĩnh: Bà cao tuổi, nhà lại nghèo như thế, cũng không có gì ngon để ăn, vậy tại sao bà mập mạp như vậy? Mẹ của Đổng Dĩnh từ tốn đáp: Là vì con trai của tôi rất hiếu thảo, nó không dám làm một việc gì xấu cả, lại rất thật thà chăm chỉ. Tôi không có điều chi đau buồn về nó, lại rất hài lòng. Tâm hồn thoải mái, thân thể khỏe mạnh. Tôi thích như vậy, nên tôi mập được. Mẹ của Đổng Dĩnh hỏi lại: Bà có tiền như thế, an toàn thứ ngon vật lạ, tại sao bà ốm như vậy? Bà ốm như vậy, có phải bà bệnh gì không? Mẹ của Dương Kỳ trả lời: Có tiền ăn của ngon vật lạ là vậy,
nhưng con trai tôi tính tình không thật thà, làm ăn phi pháp. Hôm nay phạm pháp, ngày mai cũng phạm pháp. Ba hôm nay bị sai nhà bắt tra hỏi, mai lại có lệnh của phủ đường gửi đến, ngày nào cũng lo lắng vì nó, nên dù được ăn ngon cũng cảm thấy không vui. Từ sáng đến tối lúc nào cũng ưu sầu lo buồn, cho nên tôi ngày càng ốm đi, mập không nổi, đều là vì buồn bực chuyện này. Hiểu thế nào cho đúng về lòng hiếu thảo? Không chỉ đơn giản là vấn đề tâm linh, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ của việc làm người. Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ, và rồi làm cha mẹ của con. Cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Lời Phật dạy về lòng hiếu thảo rằng, này các tỳ kheo, những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ, thì những gia đình đó được chấp nhận ngang bằng với bậc đạo sư, đáng được kính trọng và cúng dường. Có thể nói đến đây, nhiều người tự nhắc nhở với bản thân rằng mình sẽ hiếu thảo với cha mẹ, nhưng không được bao lâu lại quên mất việc này. Đó cũng là vì chúng ta không hiểu đúng về lòng hiếu thảo. Thực ra là một người tốt có lợi cho thế giới cũng chính là hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu có bốn loại: tiểu hiếu, đại hiếu, diện hiếu và cận hiếu. Về tiểu hiếu, là hiếu với gia đình chính là có hiếu thuận với cha mẹ của mình ở nhà, chứ chưa hiếu thuận với tất cả mọi người, chưa có thể làm một người hiếu quảng đại. Đại hiếu chính là hiếu quảng đại, hiếu với khắp thiên hạ, xem tất cả cha mẹ trên đời là cha mẹ của mình, nên đây gọi là hiếu thảo với tất cả mọi người. Nhưng đại hiếu này còn chưa nói đến việc hiếu thảo chân chánh. Hiếu thảo chân chánh hay còn gọi là chân hiếu, lòng hiếu này vượt ngoài bốn loại hiếu kia, nó là một loại hiếu chân chánh. Vì thế, tưởng rằng Đức Thích Ca xuất gia làm trái lời phụ thân là bất hiếu, nhưng không phải. Dù bị nhốt ở trong cung, nhưng Ngài vẫn lén đi xuất gia tu hành. Ngài tu khổ hạnh 6 năm trên núi tuyết, rồi sau đó Ngài ngộ đạo thành Phật dưới cội cây Bồ Đề. Đây là sự hiếu thảo chân chánh. Cho nên sau khi Ngài thành Phật, Ngài lên cung trời thuyết pháp cho mẹ. Về cận hiếu, là làm việc có hiếu với cha mẹ hiện tại. Đi học cũng là phương pháp hiếu thảo với cha mẹ. Cận hiếu là hiếu thảo đời này. Cận hiếu cũng có thể nói là tiểu hiếu. Về diễn hiếu, là hiếu thảo muôn đời. Cha mẹ cho chúng ta thân thể này, không ai từ đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Vì thế, một người dù mang thân phận gì, từ vua chúa cho đến thứ dân, từ người trí thức cho đến kẻ không được học hành, từ người sang đến kẻ hèn, nếu bất hiếu với cha mẹ thì không đủ tư cách làm người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi. Dù cha mẹ có xuất thân thấp hèn, cũng là người đã tạo ra mình, nuôi lớn mình bằng tình yêu, cho ta hình dáng như hiện tại. Nếu không có cha mẹ, thì mình đâu có được ngày hôm nay. Hay có những bậc sinh thành, do điều kiện nào đó mà không nuôi nấng chăm sóc được mình, nhưng cái ân, cái nghĩa của việc sinh ra thân này thì cũng đủ để mình mang đến suốt đời. Có người vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác mà phải bỏ con mình đi, chứ thực ra thì không ai muốn. Và rồi, những người con đó lớn lên thì quán cha quán mẹ, thì cái quán này cũng không đúng. Hãy quán chiếu cái ân tình của cha mẹ thuở ban đầu. Họ đã nên ân nên nghĩa với ta từ khi ta trú ngụ vào thai mẹ. Không ai có thể phủ nhận công ơn cha mẹ đã cho con dốc dáng hình hài, đã cho con cơ hội làm người, mà không phải chúng sinh nào cũng dễ dàng có được. Vì thế, không nên oán hận cha mẹ, không nên khinh rẻ bạc đãi cha mẹ. Lòng hiếu thảo chẳng những là bổn phận, là trách nhiệm đạo đức của người con đối với cha mẹ, mà còn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu sau này noi theo. Một ngày kia,
ai cũng sẽ trở thành ông bà cha mẹ. Khi ấy, không ai muốn con cháu bất hiếu với mình, giống ân bội nghĩa đối với mình. Để cha mẹ được an lòng, anh em phải sống hòa thuận, không quên tu dưỡng bản thân. Không cần phải là cho họ ăn ngon, mua quần áo đẹp, muốn tích nghiệp lành, muốn cầu chữ hiếu thì tu thân, dưỡng tâm, trưởng thành và khỏe mạnh. Vì con cái là tài sản vô giá của cha mẹ, nên chỉ cần con cái bình an, hạnh phúc, tốt đẹp là đã đền đáp công ơn sinh dưỡng. Nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo giúp chúng ta tỉnh thức, nhận ra không phải chúng ta chỉ hiếu dưỡng cho cha mẹ hiện tại. Chúng ta có nhiều cha mẹ, nên nếu không hiểu mà chỉ ở nhà lo cho cha mẹ mình không thôi, không lo cho ai khác nữa thì không đúng lời Phật dạy. Cha mẹ nhiều đời của ta đang lăn lộn, đang chìm đắm, ai mà đắc thiên nhãn thông, có khi lại thấy người ngồi bên cạnh mình đây là cha mẹ mình kiếp trước. Bà cụ ngồi bên cạnh mình là mẹ đẻ của mình kiếp trước. Thế nên Đức Phật của chúng ta, Ngài thương tất cả chúng sanh là gì? Ngài nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là cha, là mẹ trong các kiếp quá khứ của Ngài. Nên Phật dạy tất cả đệ tử của mình rằng, nhìn thấy người nam thì coi như cha của ta, nhìn thấy người nữ thì coi như mẹ của ta. Chúng ta mà nhìn như vậy thì có quán thù ai nổi không? Chỉ nghĩ làm sao để đền đáp còn không hết. Cha mẹ ân sâu tựa đất trời, nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn ôm con trẻ, dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.